Chào mừng anh em đã tới thăm phòng làm việc của anh em TV tại Sài Gòn. Và nhân tiện thì mình sẽ khoe với anh em cái góc làm việc trăm củ của mình tại Sài Gòn. Nói thôi chứ thực ra thì cũng không phải là giàu hay là khoe giàu gì đâu, mà nó đều là những cái món đồ mà mình đã mua tặng bản thân mình trong những cái dịp rất là đặc biệt. Ví dụ như là 27 tháng 7 này, hay là 30 tháng 9 là sinh nhật mình, ngày 8 tháng 3 đấy. Thì mình sẽ chia sẻ với anh em là những món đồ nào mà mình mua trong dịp nào và tại sao mình lại mua món đồ đó. Anh em ơi, trước khi anh em chúng ta đi tham quan cái góc làm việc của mình thì mời các anh em cùng nhau đi tham quan chương trình flash sale nhân ngày sinh nhật 12 tháng 12 của Shopee. Rồi, khi mà các bạn đã vào đây ấy, thì các bạn nên để ý cái mục là đừng bỏ lỡ deal sốc ngày mai này đấy. Các bạn sẽ biết được là ngày nào thì sẽ sale cái gì để các bạn có thể săn cho nó hiệu quả. Tiếp theo thì sẽ là những cái sale chớp nhoáng, cái này gọi là flash sale. Thì cái này nó sẽ là từng khung giờ, ví dụ từ 18 đến 24 giờ thì sẽ là đều là những sản phẩm mà nó là những thương hiệu lớn nhưng mà có mức giá rất là tốt, ví dụ như chỉ tầm 220.000 đến thôi này. Đây, cái mục này là Shopee 4 giờ, có nghĩa là những cái món hàng nào ở trong cái mục này thì Shopee sẽ cam kết là giao trong vòng 4 giờ thôi là các bạn đã có ngay rồi. Còn ở dưới này thì sẽ là những ưu đãi từ từng đối tác, ví dụ như là Samsung thì sẽ được giảm giá 300.000, hay là Xiaomi được giảm giá tận 500.000. Và khi các bạn kéo xuống dưới nữa thì nó sẽ chia ra rất là rõ ràng những cái mục cho các anh em dễ lựa chọn, ví dụ những cái món nào là những món dưới 1 triệu này, hay là những món nào là những món trả góp lãi suất 0% để cho anh em đỡ phải đi bốc bắt họ. Những anh em nào mà quan tâm đến chi tiết thì có thể click vào đường link phía bên dưới mình đã để. Còn bây giờ thì sẽ quay trở về với văn phòng anh em TV. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dạo một vòng xem là cái góc làm việc của mình thì nó có cái điều gì hay và nó có cái điều gì lạ. Thì mình là một người di chuyển rất là nhiều cho nên là mình đã chọn một cái thiết bị, đó là chiếc iPad này. Như các bạn có thể thấy thì ở trên bàn mình thì mình có một cái khăn trải bàn rất là đặc biệt. Cái này thì nó không phải là khăn trải bàn bình thường mà nó sẽ giúp cho chiếc iPad của mình có thể đứng được ở trên mặt phẳng. Đấy, mình có thể lấy chai rượu này và đặt lên. Ví dụ như nếu như không có cái này thì nó rất dễ bị trượt. Ví dụ nhá. Đấy, có thấy không? Đấy. Cái điều kỳ diệu của cái tấm khăn này là nó sẽ giúp cho cái máy của mình nó đứng được một cách tốt hơn. Đấy, thì mình đi đâu mình cũng mang theo cái khăn này, vừa là để chống cho những cái thiết bị điện tử của mình nó không bị xước khi mà mình đặt đồ lên. Và bên cạnh đó thì trông nó cũng rất là đẹp. Đấy, để tay lên rất là sờ êm mịn. Bên cạnh đó thì mình có cái bàn phím này nữa. Thì dùng iPad mà không có bàn phím ấy thì nó sẽ chỉ như là dùng để chơi thôi, nên là phải có bàn phím thì nó mới dùng để làm việc được. Đây, tiếp theo thì sẽ là cái đèn Xiaomi này. Thì cái đèn Xiaomi này là một chiếc đèn mà mình đã mua tặng bản thân mình nhân dịp sinh nhật 30 tháng 9 của mình. Thế tại sao mình lại chọn cái đèn này? Thì thứ nhất là cái thiết kế của nó rất là hiện đại. Đấy. Và điều đặc biệt nhất là nó sẽ có khả năng chỉnh được nhiệt độ màu, các bạn nhìn này. Đang là màu vàng nhá. Vàng này. Trắng. Đó. Ví dụ như là khi nào mà mình thấy buổi tối thì mình sẽ để cái nhiệt độ màu vàng thì mình sẽ dễ đi ngủ hơn. Và bên cạnh đó thì nó cũng có thể kết nối với lại smartphone để có thể, ví dụ đi ngủ rồi thì mình có thể tắt nó đi ở trên giường mà không cần phải đi xuống để tắt nó. Đấy. Và tiếp theo sẽ là một thứ rất nhỏ gọn mà để nãy giờ ở trên bàn đấy, chắc các bạn không nhận ra, đó chính là một cái gì đấy, đúng các bạn biết. Đúng các bạn biết luôn, nó là một cái loa các bạn ạ, một chiếc loa Bluetooth mà rất là nhỏ gọn. Chỉ to đúng bằng một con mắt của mình thôi. Chiếc loa này thì nó có tên là X Mini Click 2 và mặc dù nhìn nó bé thế này thôi nhưng mà mình bật lên ấy thì cả phòng đều có thể quẩy được. Từ từ đợi một chút, đợi một chút. Quẩy. Nói quẩy là phải làm ngay. Lạc trôi, cái này nó giống như kiểu là một cái hũ hương trầm của Sơn Tùng trong bài Lạc trôi vậy. Bé tí xíu. Đây, các bạn có thể so sánh với lại cái loa của Mate 20 Pro. Bây giờ mình sẽ tắt Bluetooth đi. Cái này sao mà quẩy được. Nhân cái dịp sinh nhật của Shopee thì cái loa này ấy, bình thường của nó là 390-400 gì đó, nhưng mà sale vẫn còn có hơn 200. Đấy là lý do mà mình mua cái chiếc loa này. Chứ còn mình cũng không phải là cái dân quẩy gì đâu, mình cũng không ham cái tiếng kêu quá to của cái loa này đâu, bình thường. Và thứ tiếp theo không thể thiếu cho bất cứ dân công nghệ nào, mình nghĩ là như vậy, đó là thời bây giờ chúng ta nhất định là phải có một chiếc máy có sạc không dây và một chiếc sạc không dây, thì nó sẽ giúp chúng ta trải nghiệm sạc nó trở nên tuyệt vời hơn và tiện hơn cực kỳ nhiều. Thì cái đế sạc không dây mà mình đang sử dụng là của hãng Aoki. Và cái đặc điểm của cái đế sạc không dây này thì nó có công suất rất là lớn, lên tới 10W. Và nó sẽ giúp cho chiếc máy của mình được sạc nhanh hơn, cũng như là cái thiết kế của nó thì rất là sướng, là bằng nhôm các bạn ạ. Và bật mí cho các bạn một điều rất tuyệt vời về lý do vì sao mà mình dùng cái combo này, đó chính là cái sạc không dây này nó dùng chuẩn Type-C. Và có nghĩa là mình có thể dùng chiếc iPad để có thể sạc không dây cho chiếc Mate 20 Pro mà mình đang sử dụng. Đó. Và như thế là mình đã có một cái pin dự phòng giá 30 củ. 30 củ.
À, thêm thông tin cho bạn nào mà muốn quan tâm tới cái combo sạc không dây mà 30 củ này của mình ấy, thì đế sạc Aoki này có mức giá bình thường thì là 890.000. Nhưng mà bởi vì đây là sinh nhật Shopee, cho nên các bạn sẽ được giảm giá xuống còn có 590.000 đồng thôi. Đấy. Đó, vừa rồi là những thứ về góc làm việc của mình tại S-Channel. Còn sau giờ về một phát thì mình chạy ngay sang bên đối diện, có một cái bể bơi các bạn ạ. Và mình sẽ đi bơi ở bên đó. Và khi mà đi bơi ấy thì mình có một cái thứ như này rất là tuyệt vời. Tai nghe nhưng mà lại là chống nước các bạn. Đó thì cái tai nghe này nó mang cái thương hiệu là Soul, là linh hồn đấy. Thì tên đầy đủ của nó là Soul Run Free. Thì ngay từ cái tên là các bạn đã có thể tưởng tượng được là cái tai nghe này được sử dụng để cho những bạn nào mà hoạt động thể thao rất là nhiều, ví dụ như là chạy, nhảy, bơi, rồi cầu lông, bóng bàn, các thứ. Thì nó có một cái thiết kế rất là đặc biệt để giúp cho cái tai nghe không bị rơi ra trong quá trình mà các bạn hoạt động thể thao mạnh. Thì nó là cái phần nhựa này này, nó sẽ bám vào cái lỗ tai của chúng ta rất là chắc chắn. Đeo lên ấy gọi là yên tâm, không bao giờ sợ rơi hả? Và lý do để mình mua cái tai nghe này ấy thì thứ nhất là cũng bởi vì là mình thích đi bơi. Nhưng mà lý do thứ hai ấy là bởi vì nó rẻ các bạn. Nhân cái dịp sinh nhật Shopee 12 tháng 12 thì tai nghe này mức giá của nó giảm từ 2.7 triệu xuống còn có 1.7 triệu. Chất chưa? Thực ra thì nghe cái mức giá nhiều bạn sẽ gọi là nghĩ là mình hơi gọi bị thừa tiền đúng không? Nhưng mà thực sự ấy là để mà kiếm một chiếc tai nghe mà nó chống nước và có cái thiết kế nó thể thao không rơi ra khỏi tai khi mà động mạnh thì nó rất là khó. Ví dụ như các bạn mua một cái tai nghe rẻ đi, có chống nước nhưng mà lại không có cái tính năng là hút vào tai một cách chặt ấy, các bạn đi bơi nó rơi xuống đáy bể bơi, làm nào lấy ra? Mà đi biển đi, rơi biển mất rồi sao? Nói chung là tiền nó cứ phải đầu tư vào những cái thứ xứng đáng. Như vậy là mình đã vừa giới thiệu các bạn góc làm việc của anh em TV tại Sài Gòn, và bên cạnh đó thì mình cũng đã giới thiệu với các bạn những cái món đồ mà đang sale rất là sâu. Bởi vì là sắp tới sẽ là sinh nhật của Shopee. Nào Duy Anh ơi, vào đây chúc mừng sinh nhật Shopee. Happy birthday Shopee. Đấy, nhờ có ngày 12 tháng 12 là sinh nhật Shopee thì anh em chúng ta sẽ có những chương trình khuyến mại rất là sâu về mặt công nghệ. Mức giảm lên tới 95% này. Hay là các bạn có thể mua flash sale với cái mức giá nó chỉ 12.000 thôi là đã có thể mua rất nhiều đồ công nghệ rồi. Hay là miễn phí ship toàn quốc. Rồi, đến đây video xin được kết thúc. Và mời các bạn nào mà quan tâm tới những cái món đồ công nghệ được giảm giá rất là sâu trong những cái ngày sắp tới, nhân dịp 12 tháng 12 sinh nhật Shopee, thì có thể click được link về bên dưới. Còn bây giờ thì cộng ly chúc mừng sinh nhật Shopee. Anh em ơi!